Tiếp nối đoạn kết ở tập trước, Tiêu Viêm và Lâm Diễm đã đi tìm nơi có không gian trùng động. Nơi đặt chân đến là Thiên Hoàng Thành mà Liễu Kình đang ở. Không gian trùng động trong Thiên Hoàng Thành có thể truyền tống trực tiếp đến đàn vực. Người kiểm soát lại chính là Liễu Gia, nhưng mà bá chủ thực sự của khu vực này lại là Phần Viêm Cốc. Tiêu Viêm nghe đến cái tên này liền ngạc nhiên, công pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là bảo vật trấn cốc của Phần Viêm Cốc. Hơn nữa ở đó còn truyền thừa một loại dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cường Hỏa. Đang đi trên đường, hắn đột nhiên nghe được người xung quanh nghị luận. Liễu Gia đang gặp rắc rối, nguyên nhân là tranh giành quyền kiểm soát không gian trùng động với Trình Gia. Thấy bằng hữu gặp nạn, Tiêu Viêm lập tức chạy đến xem tình hình. Cốc chủ Phần Viêm Cốc hạ lệnh, bên nào có thể tìm được luyện dược sư cao cấp trợ giúp luyện chế đan dược thì sẽ được quyền quản lý không gian trùng động trong 3 năm tới. Phía Trình Gia mời được một tên luyện dược sư lục phẩm, dù là ở trong đắp tháp thì ông ta cũng có danh tiếng không nhỏ. Phía Liễu Gia thì trái ngược hoàn toàn, việc lần này quá đột ngột, bọn họ không kịp phản ứng nên muốn xin thêm vài ngày để tìm kiếm luyện dược sư. Thấy cơ hội đã đến, phía Trình Gia lập tức chèn ép không cho Liễu Gia có thời gian ứng phó. Nếu chậm trễ thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến đại sự của cốc chủ. Những lời này đánh trúng tâm lý, trưởng lão Phần Viêm Cốc cũng không muốn chậm trễ nữa lên ra lệnh. Trong ngày hôm nay, Liễu Gia mà không mời được luyện dược sư đến tranh tài thì quyền quản lý không gian trùng động sẽ giao cho Trình Gia. Phía Liễu Gia tức lắm nhưng không dám phản bác. Đúng vào lúc đang không biết xử lý như thế nào thì Tiêu Viêm lên tiếng, vừa mở miệng đã khinh thường luyện dược sư lục phẩm. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện thì Liễu Kình và Liễu Phỉ mới ngỡ ngàng, nhưng mà bọn họ lại không dám nhờ vào Tiêu Viêm, lý do đơn giản là không muốn hắn bị cuốn vào cuộc tranh giành này. Tiêu Viêm thì khác, năm xưa Liễu Kình không ngại nguy hiểm đến Gia Mã Đế Quốc hỗ trợ chiến đấu với Vân Lam Tông, cho nên hắn không thể không giúp đỡ. Hắn chủ động tiến lên đề nghị muốn so tài với luyện dược sư của Trình Gia. Trình Gia nghe được những lời này liền khinh thường ra mặt. Bọn họ cho rằng Tiêu Viêm còn quá trẻ tuổi, vẫn chưa hiểu rõ địa vị tôn quý của luyện dược sư lục phẩm. Tăng Tu Đại Sư rất tự tin vào bản lĩnh của mình, còn đưa ra một yêu cầu khinh thường hắn. Chỉ cần hắn có thể dùng linh hồn lực đẩy lui được ông thì ông sẽ nhận thua. Tiêu Viêm lập tức cho Tăng Tu mở mang tầm mắt. Giây phút trước còn hống hách bao nhiêu thì những giây tiếp theo phải chịu nhục bấy nhiêu. Tiêu Viêm chỉ cần dùng ra một phần sức mạnh linh hồn đã chấn áp Tăng Tu khiến ông ta sắp phải quỳ gối xuống đất. Ông ta bạo phát sức mạnh linh hồn tạo ra một kết giới ngăn cản. Tiêu Viêm lại ngưng tụ ra một cái búa khổng lồ, bổ vỡ kết giới và đánh bay Tăng Tu nằm ngã ngửa. Kết quả này làm cho Trình Gia không tin vào mắt mình. Tiêu Viêm chính là người giành được chiến thắng. Trưởng lão Phần Viêm Cốc rất tán thưởng hắn. Tuổi còn trẻ mà thực lực đã siêu phàm, còn chiến thắng nhẹ nhõm như vậy, đúng là có bản lĩnh. Quyền quản lý không gian trùng động được giao cho Liễu Gia quản lý. Việc tranh chấp giữa hai nhà đã xong, kế tiếp là mời Tiêu Viêm đến Phần Viêm Cốc như ước định. Tiêu Viêm cũng hào hứng, biết đâu đến đó hắn sẽ lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh. Trong thời gian di chuyển, Tiêu Viêm tò mò hỏi thăm nguyên nhân Phần Viêm Cốc tìm kiếm luyện dược sư cao cấp. Trưởng lão cho biết, cốc chủ muốn luyện chế một viên đan dược cấp cao nên muốn mời các luyện dược sư đến trợ giúp luyện chế. Nếu như thành công thì Phần Viêm Cốc nhất định sẽ hậu tạ. Cho dù không luyện thành công thì bọn họ cũng sẽ có quà cảm ơn. Nơi này chính là Phần Viêm Cốc, kiến trúc vô cùng đồ sộ và hoành tráng. Giữa sân đã có hơn 10 người ngồi, có vẻ như bọn họ đều là luyện dược sư. Một cô gái xinh đẹp đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Tiêu Viêm còn trẻ tuổi, nàng ta lập tức bất ngờ và không tin tưởng cho lắm, còn cho rằng Tiêu Viêm đang phong bạt. Những người khác sau khi nghe được thực lực của hắn thì lại tấm tắc khen ngợi. Không gian xung quanh đột nhiên nứt vỡ khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Thao túng không gian chính là năng lực của đấu tôn, một cánh cổng không gian xuất hiện. Người bước ra ngoài chính là cốc chủ Phần Viêm Cốc tên là Đường Chấn. Tiêu Viêm lấy tên giả Nham Kiêu để báo danh. Sau vài lời chào hỏi qua lại thì Đường Chấn cũng nói ra yêu cầu. Đẳng cấp đan dược luyện chế là thất phẩm cao cấp. Những người ở đây sẽ phải làm một bài khảo hạch để loại trừ những người không phù hợp. Sau cùng sẽ chỉ lấy hai người có năng lực mạnh nhất. Cốc chủ nhanh chóng lấy ra dị hỏa. Sức mạnh hỏa diễm hóa thành nhiều con rồng bay lượn xung quanh dọa cho cả đám hoảng sợ. Tiêu Viêm vẫn thản nhiên ngồi uống nước. Loại dị hỏa Cửu Long Lôi Cường Hỏa có xếp hạng 12 trên dị hỏa bảng. Từ
Từ điều này liền có thể thấy sức mạnh của nó còn mạnh hơn các loại xị hỏa của Tiêu Viêm. 9 con rồng liên tục bay lượn, vài tên luyện dược sư lấy ra hỏa diễm để chống cự lại sức mạnh của dị hỏa. Chỉ tiếc rằng, năng lực của hỏa diễm có mạnh đến đâu cũng không thắng nổi loại bảo vật như dị hỏa. 5 người đã bị loại. Người thứ 6 thử sức là một lão già tóc bạc trắng gọi là Huyễn Đại Sư. Ông ta sử dụng ra một loại hỏa diễm tên là Thiên Đàn Hỏa. Sức mạnh cực kỳ cao, lại có chút tương đồng với con linh lãnh hỏa. Mà con linh lãnh hỏa có xếp hạng cao hơn Cửu Long Lôi Cương Hỏa, cho nên miễn cưỡng cầm cự được một thời gian và thành công vượt qua bài thi. Kế tiếp đến lượt Tiêu Viêm bị giáo tên. Hắn lấy ra dị hỏa khiến cho mọi người bất ngờ. Tiêu Viêm ngừng tụ sức mạnh dị hỏa thành đóa hoa sen lửa. Sức mạnh từ đóa hoa liên bạo phát ra xung quanh khiến 9 con rồng không thể tiếp cận lại gần. Hắn điều khiển hỏa liên xoay tròn. Sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài ép cho 9 con rồng bị đẩy lùi. Điều này khiến cho cốc chủ bất ngờ. Mỗi loại dị hỏa đều có một loại màu sắc và đặc tính riêng. Mà màu sắc dị hỏa của Tiêu Viêm lại không khớp với bất cứ loại nào trên dị hỏa bảng. Duy nhất chỉ có một loại có màu sắc gần giống là thanh liên địa tâm hỏa. Loại dị hỏa đó lại xếp hạng 19, uy lực sẽ không mạnh hơn loại xếp hạng 12. Nhưng bây giờ dị hỏa của Tiêu Viêm lại khiến cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa phải dè chừng. Điều này làm cho cốc chủ cực kỳ thắc mắc. Đến đây thì hai người được chọn đã có, những người chưa thử sức liền không cần kiểm tra nữa. Năng lực Tiêu Viêm thể hiện ra ngoài đã khiến cho Đường Chấn hài lòng. Có sự hỗ trợ này, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu Viêm muốn hỏi rõ ràng về phần thưởng. Thứ hắn đang nhắm đến chính là đấu kỹ thiên hòa tam huyền biến. Hành động của hắn làm cho phần Viêm Cốc khó xử. Chưa kịp biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!